Xin kính chào đại gia đình mình ạ. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5. Hết kỳ nghỉ lễ, đi ăn nhiều thịt, nhiều uống nhiều rượu. Hôm nay vào lại thăm em nó xem là em nó phát triển thế nào, còn quả hay mất đây mọi người này. Đấy, vẫn còn thấy quả mọi người nhá. Quả đang lớn rất là đẹp, đầu lộc. Đấy. Không biết là vườn nơi các bạn thế nào. Đấy, hôm nay mình lại vào vườn chơi thì mình lại làm video mình chia sẻ với mọi người. Đây, quả này nó cũng vẫn phải đang chia thôi mọi người nhá. Đây nó cứ chia từ từ đấy, những cái quả to nó ở lại, còn quả nhỏ nó vẫn rụng, mọi người xem này. Đấy, nhưng mà nhìn về trên cây vẫn còn rất là nhiều quả mọi người nhá. Đấy. Đấy, không biết là vườn của nhà các bạn thế nào. Đây, trong thân đây, đấy, trong thân của nhà mình này. Đây, trong thân này. Đấy, rất là đẹp mọi người nha. Đây, trong thân đầu lọc thì đây. Đấy, đầu lọc thì nó cũng chỉ còn loáng thoáng này thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, nói chung là nó chia đều mọi người nhá. Đây rụng như này thôi nhưng mà nhìn trên này nó vẫn còn này. Đấy, đầu lọc rồi. Đấy, nó phải chia thôi mọi người, vạch ra bên trong. Đấy, vẫn đang là thấy đạt mọi người nhá. Đây, cây thứ hai, cây này thì đầu lộc nghe thấy ở nhiều hơn. Đầu lộc cây này rất là sai mọi người nhá. Đấy, đầu lộc gần như còn nguyên. Cũng tùy từng cây mọi người, có cây sao lại đầu lộc rụng nhiều đấy, có cây thì đầu lộc rụng không rụng nữa. Quả rất lớn luôn, đều như nhau mọi người nhá. Đây. Đấy, nó phân bố đều lắm. Đấy. Đây, trong này. Cây thứ hai đi tiếp xem. Cây thứ ba. Quả đầu lộc này. Đấy, nó cũng vẫn đang nhả chia. Là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ui cả nhau này sai, 13, 14 rất là nhiều luôn. Đầu lọc vẫn còn rất là nhiều mọi người nhá. Đấy. Vẫn phải chia thôi. Đấy, đầu lọc quả. Trên cao víu xuống này. 1 2 3 4 5 6 7. Nói chung là vẫn còn thấy quả mọi người. Vẫn còn thấy quả mọi người nhá. Đấy, vạch xuống à. Vẫn còn thấy quả. Đi chơi nhiều, uống rượu mệt, giờ vào vườn thăm cây thứ tư xem. À, quả rất là lớn rồi, to rồi. Đây là mình vừa mới phun xi nhép với cả phun hàng trị, con bọ trĩ dày lâu, rồi con rồi mình phun cả thằng đạm canxi cộng với thằng đạm canxi cộng với thằng già lá nhanh đấy mọi người nhá. Đấy à, quả rất lớn mọi người nhá. Cây thứ tư đẹp đấy, vẫn đang cho thấy là đang vẫn đang thành công bước đầu, sau thì không biết thế nào. Đấy, vẫn đang ok mọi người nhá. Như này ít nữa nó to lên là nó sẽ chiếu xuống đấy mọi người nhá. Nó to lên là sẽ sai. Bây giờ thì nó chỉ thế này thôi. Nó loáng thoáng thế này nhưng mà cũng rất là nhiều quả đấy. Không phải là không có quả đâu mọi người nhá. Đấy. Quả này to luôn, to lắm. Đấy. To luôn mọi người nhá. Đấy. Cây này cây thứ 5. Đi sang cây nữa xem. Xem nó lớn thế nào. Cây thứ 6. Đấy, quả. Đầu lọc đang chia mọi người nha. Đấy. Nhưng mà còn rất là nhiều. Đấy. Sao có thể nó nuôi hết được mọi người, nó phải chia. Bên trong này.
quả vẫn còn đang cho thấy sự hiệu quả mọi người nhá. Này. Đấy. Sau này nó to lên nó mới chiếu xuống nhá mọi người. Đây, đặt lên này. Nó phân bố rất là đều mọi người nhá. Đấy. Từ trong ra ngoài luôn. Cây thứ 6 rồi, cây thứ 7. Vẫn thấy ok mọi người nhá. Đấy. Quả này. Vẫn đang thấy sự ok. Nó chia như này thôi, nhưng mà đếm thử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, nguyên cái đầu này là 10 quả. Nó rụng vậy thôi, nhưng mà đây nó chia như này thôi, nhưng mà mình đếm vẫn còn 10 quả nguyên cái đầu này mọi người nhé. Là 10 quả này thì chắc chắn là mình sẽ nghĩ là nó 100%. Tại quả nó rất là to đấy mọi người. Nói chung là vẫn đang thấy được mọi người nhá. Này, quả này. Như mọi người bảo cành đếm đây mình 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy nguyên mình đếm nguyên cái đầu tròn tròn này 12 quả mọi người nhá. Nguyên cái tròn tròn này 12 quả, còn chưa kể vào cành này là vào trong này nữa. Đấy. Nên là nó rụng vậy thôi, nhưng thật ra nhìn sót ruột thôi, nó sai quả sai hoa thì nó rụng càng sót, nhưng mà mọi người để ý trên cây nó vẫn còn là bây giờ đếm như vậy là vẫn sai đấy mọi người nhá. Đây sang cây thứ 8 này, quả này đang lớn rất là đẹp mọi người nhá, đều như nhau. Đây nó chia nhưng mà thật ra đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cả một cái cành này mình đếm hết thì nó có mà phải đến 20 quả. Đây nữa, này, đầu này. Thì nó phải chia thôi mọi người. Sai. Đây. Trồng nó đều như nhau mọi người nhá. Đấy. Lên cây lửa xem. Còn cam tròn nhà mình thì khỏi bàn rồi. Năm nay cam tròn rất là sai, lòng vàng rất là sai mọi người nhá. Từ dưới gốc lên ngọn luôn đấy mọi người. Chia rất là đều. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, rất là nhiều quả luôn ấy, từ trên xuống dưới cả mọi người. Đang lác đác, nhưng sau thì không biết là nó thế nào, nhưng bây giờ thì vẫn đang sai lắm. Đấy, đây, sang cây 9 cam đường canh này. Nó gần như nhau mọi người nhá. Đấy. Đây là mấy đoạn là chỗ gần lèo của mình đấy mọi người. Thành vẫn đang là thành công bước đầu mọi người nhá. Đấy. Này mấy nữa quả nó to lên thì nó sẽ chiếu xuống. Tháng nữa thôi mọi người sẽ nhìn nó khác lắm. Nhìn bắt đầu quả cực đẹp luôn mọi người nhá. Thì lại là công cuộc chống lứt. Tháng nữa thì lại vào công cuộc chống lứt mọi người nhá. Sai bao nhiêu thì lại chống lứt bấy nhiêu. Đến đâu mình sẽ lại làm video mình chia sẻ với mọi người đấy. Còn bây giờ mình quay video đến đây. Mình xin tạm dừng video ở đây. Tâm sự với mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.